Rolex, thương hiệu đồng hồ danh tiếng, sở hữu nhiều bộ sưu tập đẳng cấp. Mỗi bộ sưu tập mang một thông điệp riêng. Bộ sưu tập Day-Date được Rolex miêu tả như cỗ máy thời gian của những vị tổng thống, đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và đắt đỏ. Xuất hiện trong bộ vỏ bằng khói Evero, Rolex Day-Date 228-235 mặt sinh đất không chỉ là một cỗ máy đếm thời gian mà còn thể hiện địa vị cao quý của chủ nhân. Chiếc đồng hồ này được trang bị mặt đồng hồ sinh đất với hiệu ứng tia mặt trời, ánh sáng khuếch tán nhất quán theo dọc từng bản khắc. Sở hữu thân vỏ Oyster kích thước 40mm có khả năng chịu nước lên đến 100m. Với vỏ thép không gỉ 904L, đồng hồ này cũng đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chống chịu mọi va đập cũng như các ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Dây đeo President cấu thành từ 3 món nối bán vòm, hoàn thiện sức mờ đang xen đánh bóng. Bên cạnh vẻ ngoài cuốn hút, Rolex Day-Date 228-235 còn được biết đến với hiệu suất vận hành xuất sắc. Đồng hồ được trang bị cỗ máy tự động lên dây Caliber 3255, đã nhận được chứng nhận Superlative Chronometer, đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối. Bộ máy này không chỉ mang lại sự ổn định mà còn giúp tiết kiệm năng lượng với mức dự trữ lên đến 70 giờ. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.